Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 66, ngày 6, Đức Chúa Trời của Tiên Tri Eli, Kinh Thánh Các Vua Nhất đoạn 18, câu 32 đến câu 38, câu ghi nhớ Các Vua Nhất đoạn 18, câu 38. Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi và rút nước trong mương. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Các Vua Nhất đoạn 18, câu 32 đến câu 38. Kinh Thánh Cựu Ước trang 358, đoạn 18, câu 32 đến câu 38. Người dùng 12 hòn đá ấy mà dựng lên một cái bàn thờ nhân danh Đức Giê-hô-va. Chung quanh bàn thờ người đào một cái mương đựng được hai đấu hột giống, rồi chất củi, xả bò tơ ra từng miếng và sắp nó lên trên củi. Kế người nói, hãy múc đầy 4 bình nước và đem đổ trên của lễ thiêu và củi. Người lại nói, hãy làm lần thứ nhì, thì người ta làm lần thứ nhì. Người tiếp, hãy làm lần thứ ba, và họ làm lần thứ ba, cho đến đổi nước chảy chung quanh bàn thờ và đầy cái mương nữa. Bây giờ đến giờ dâng của lễ chay ban chiều, tiên tri Eli đến gần và nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác và của Israel, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel, rằng tôi là kẻ tôi tới Ngài, và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. Đức Giê-hô-va ơi, xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng họ trở lại. Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi và rút nước trong mương. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 38. Chúng ta tô màu câu số 38. Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi và rút nước trong mương. Chúng ta đọc câu ghi nhớ đã được tô màu. Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi và rút nước trong mương. Trong phần tìm hiểu, vua Ahab và hoàng hậu Jezabel đã khiến dân Israel sai lạc, thờ tà thần Ba-anh. Đức Chúa Trời dùng tiên tri Eli giúp cho dân Israel nhìn biết Đức Giê-hô-va là đấng họ phải tôn thờ. Em điền đúng hoặc sai vào mỗi sự kiện nhé. Một mình tiên tri Eli thách thức 400 tiên tri của Ba-anh, chứng minh cho dân Israel thấy ai thật là Đức Chúa Trời. Điều này là điều đúng hay sai các em? Đây là điều đúng. Bốn trăm tiên tri Ba-anh kêu la trong tuyệt vọng nhưng không ai đáp lời họ. Họ kêu la, họ kêu cầu thần của họ nhưng mà không có ai đáp lời hết. Đây là câu đúng. Tiên tri Eli dẫn người Israel ngồi buồn khóc, đúng không các em? Đây là câu sai. Tiên tri Eli kêu cầu Đức Chúa Trời, Ngài nhậm lời cầu nguyện của ông, giáng lửa từ trời xuống, thiêu đốt của lễ và mọi thứ quanh bàn thờ. Đúng không các em? Đây là câu đúng. Khi tiên tri Eli kêu cầu Chúa thì lửa từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt cái của lễ thiêu là thịt của con bò xả ra để ở trên cái bàn thờ bằng đá này. Và chứng tỏ rằng
Chúa là Đức Chúa Trời, là đấng quyền năng, giáng lửa từ trên trời và đáp lời cầu nguyện của tiên tri Eli. Và tất cả người Israel tại núi Cạc-mên xưng nhận đức tin và thờ phượng Đức Chúa Trời của tiên tri Eli. Và khi dân chúng thấy lửa giáng xuống thiêu cái của lễ thiêu ở trên bàn thờ như vậy, thì họ biết rằng ồ, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời, và họ đã quỳ gối xuống xưng nhận đức tin và tin Đức Chúa Trời. Đây là câu đúng. Trước thế lực và triều đình vua Ahab và 400 tiên tri của ba anh, ông Eli chứng minh đấng ông tin và thờ phượng là Đức Chúa Trời. Nhận biết anh hùng đức tin là người xác quyết đức tin nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đức Chúa Trời mà tiên tri Eli ngày xưa và chúng ta ngày nay thờ phượng là Đức Chúa Trời chân thật. Đức Chúa Trời chân thật có nghĩa là Đức Chúa Trời thực sự là Đức Chúa Trời. Em tin và thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Em không tin thờ thần giả nào khác. Và như chúng ta thấy trong những ngày qua, người Ấn Độ họ bị dịch bệnh rất nhiều, và người Ấn Độ họ thờ rất là nhiều thần tượng. Và khi họ cầu xin với thần của mình thì không ai cứu giúp hết, không có thần nào cứu giúp họ. Và họ giận quá, họ quăng hết những cái thần tượng của họ xuống sông hết. Bởi vì thần tượng không có giúp họ được. Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa. Là Đức Chúa Trời. Chân thật. Xin Chúa giúp con chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời chân thật. Xin Chúa giúp con chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho tất cả các em và cho các em thờ phượng chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi.